Quý vị và quý đồng đạo, tiếp theo chương trình phổ quy chánh pháp, tôi xin đọc bài cảnh tỉnh nhân sanh. Bài này Đức Thầy viết lúc Ngài tạm ngụ tại nhà ông Bảy Định, nhưng ông này cất giấu không cho ai biết. Khi ông Bảy qua đời, bà Bảy soạn trong rương nhỏ đựng kinh sám của ông Bảy, bà mới thấy. Nay tôi xin thành lòng đọc lại. Nam mô A Di Đà Phật. Cả tiếng kêu chúng sanh ơi, hỡi truyền sự lành, vì bởi mến dân. Tôi là đông thiên hà rỗ rằng, nhưng đếm lại một phần khó lừa. Cành dương liễu ta đây quét rửa nước cam lồ, tắm rửa bớ ai. Hỡi thiện nam tín nữ gái trai, rang tu niệm đừng sai tiếng ngọc. Sao rồi đây còn lừa còn lọc, lừa kẻ lành chỉ dốc vô thảo ngay. Ai là người đệ tử của Thầy, rang tu niệm đường ngay thẳng bước. Dầu giông gió ta đây phải lướt đến Phật đường, tìm nước đi ma. Nghe làm chi lũ quỷ chôm ma, rồi quên hẳn con nhà Phật ký giáo. Người giác ngộ nghe lời chỉ bảo, kẻ thật lòng nghe ngư lão dạy truyền. Mượn xác trần tạm tiếng khùng điên, quyết cội gỡ xích xiềng thế tục. Thấy nhân loại vẫn còn lặng hợp bể, trầm luân nước đục bùng dơ. Và từ bi há nở làm ngơ, lòng bác ái tay ngơ dễ ha. Đem chánh lý đặng hầu truyền ba, một ngã trở về. Gọi thị thành kêu cả thôn quê, chấm dứt hết thảm thế thù oán. Gươm trí huệ chùi cho bóng mơ tâm linh vừa sáng mới ở màu. Gặp tam bành đặng co đối đầu, bày lục tặc còn đâu leo hanh. Tinh thần luyện trở nên cứng mạnh, nghị lực rèn dẹp tánh tà tâm, thì mới mong thấy chỗ cao thâm. Cảnh cực lạc lạc lầm đâu nữa, tu là trao trao dồi tự sửa, chọn con đường khéo lừa trúng đường.
Nhân là người cao rộng tình thương, trọn nghĩa vụ quê hương xứ sở. Lễ phép khuôn chuồi cho sáng rỡ, đối với nhau khuyên chớ biệt nhau. Nghĩa tình thâm tất cả đồng bào, giúp đỡ lẫn đừng đào thầm. Tri xét suy tử mình, nghĩ gầm một nồi da chớ tầm máu hồng. Tình là tình nhưng xét cho công, chẳng để kẻ hỷ đông hiếp ba yêu. Người thật đạo tự nhiên mở khiếu, ngộ quyền gì biết hiểu quá căn. Đủ ngày giờ ba tâm ăn năn, rang giảng giữ đạo hằng năm môi. Nay chính kỳ Phật trời xá tội, ở chúng sanh chừa lỗi đã làm. Việc tâm trần ném dẹp ba lòng tham, giết dục vọng tánh phàm bảo ác. Đường cứu cánh tự nhiên sẽ đắc, nếu ngục môn giải thoát muôn loài. Sự ít nhiều bất luận trường trai, cần tập tánh ăn ngay ở thần. Có là hành ráng hành cho đặng, bực nhân hiền tự thân lấy ở mình. Thấy sắc tài chẳng có đồng tình, là đạo đức văn minh tuyệt đôi. Gây ác khi quả ít chi sám hối, muôn kệ kinh cứu rối bao giờ. Sách bề ngoài tâm trí lu mờ, dầu tụng niệm tôn thờ Phật ký thanh. Các vị ấy nào đâu cứu cánh, tại phàm nhân nghi ba tánh đã hiểu lầm. Phật đâu xa, Phật khi ấy vốn tâm, thương lắm kẻ chẳng tầm để hiểu. Phật khi chẳng tạo riêng chùa riêng miếu, thâu bạc tiền suối biếu bao giờ. Gọi tăng đồ đừng để lâu dơ, nếu hành đạo chẳng chờ cùng mưa con. Lời thành thật khi nào đâu mắt mò tiên, chánh chân khuyên đó xét suy. Đừng để đời nhạo bán khinh khi, đồng bác ái từ bi của Phật. Thiệt tu rồi quá kia dễ mất, khỏi cần thâu lễ vật bạc tiền. Tâm tốt tươi hơn mặt
đồ hiền, lòng trong sạch thị thiền dễ vinh. Chiếc hoa sen tuy gần bung sinh, nhị vẫn vàng tâm tính lộn đâu. Mặt thủy triều bất luận càng sâu, sen cũng mãi đương đầu cử nổi. Cuộn báo tố đông phong mạnh, thổi trận mưa phùn sớm đi tối ở hải gì. Cảnh quạnh hiu dầu chẳng kè đi, xem cũng thú không chi buồn bã. Đồng rộng lớn nào phân quen, là ruộng muôn trùng dễ há tranh giành. Gần sinh bùng nhưng chẳng hôi tanh, đời xinh đẹp liệt quanh khắp chốn. Suốt năm tháng nào đâu thiếu thốn, mà phải cần tạo vốn kiếm má lời. Kiếp thanh nhàn muôn thuở thanh thơi, số hạnh phúc triệu đời thông thả. Trên bàn Phật ít chi khác lạ hơn, là sen cao cả ngồi trên. Nhị ti toàn thơm tiên mái bền, hoa dầu rụng nhưng tên dễ mất. Ta tùy thế nương theo vật chất, gần gũi đời đánh giấc mộng vàng. Cung tường thông chuông mỏ áo tràng, cùng khinh kệ tụng gian chiều sớm. Nhưng xét kỹ càng thêm ghê gớm, Phật bề ngoài mà bơm trong má lòng. Thiệt chân tu được ít sư ông, còn đa số gầm không một kẻ. Bọn giả dối đủ đầy mánh que, gạt chúng sanh nhào té dùng lầy. Của thập phương vui sống mập thay, tiền ba tánh lầu đài lập cất. Bao làm sao thinh danh chẳng y mất, thêm chánh truyền nhà Phật lưu mờ. Phật chẳng hề buộc kẻ cung mơ thờ, mà chỉ dạy đừng mờ tâm mơ trí. Lương gió đế kia nào có quy, cũng do tâm ích kỷ tôn nhân. Danh mộc rồi khỏi phải cần sơn, đúng vàng thiệt chỉ sờn lửa nóng. Cánh dầu sao chi luôn mãi sống, quyết thi sinh giải phong muôn loài. Gặp hợp trường tài cũng nguy phải ư tài, ngộ cảnh buộc đức hai quyền diệu. Thấu lý đạo mới là gọi hiểu, tường chân truyền mới hiểu
Trước hành vi tốt đẹp xinh tươi, ai lại dám ngạo cười khinh bỉ. Muốn ba tấm mắt xem trí nghĩ kình hay là miệt ngữ thị tại mình. Khùng thương dân đâu nỡ làm thinh, điên mên chúng đồng tình bất cứ ai. Đem chánh thuyết nhủ khuyên nhắc cơ lại, kẻ lạc lầm sửa cái mới màu. Phải xét mình chớ khá để câu, tìm thấy lỗi đặng hầu sớm sửa. Nhà đương trái hiệp nhau tiếp chữa, chung tinh thần dập lửa diệt nguồn. Nên cứu dân hiện cảnh đau buồn, hơn giải thoát bằng chuông với kệ. Dừng hồng nhật ít xào nữa, xây gần tới rồi nở để muộn sao. Khắp Bắc Nam những triệu đồng bào, cần giúp họ thế nào yên ổn. Bồ là cứu tế người cánh quân, tác đô đời để tốn công lao. Bất dĩ nhân bất luận thấp cao, những chánh lý trước sau phải nói. Ghét khái tướng ta nào tránh khỏi, nếu giác tâm học hỏi mới làm. Kẻ thấp hèn ít kỳ gần xa, người cao thượng xét ra cạn kinh. Từ sai thị trái sang mấy tình, ghé Sóc Trăng mời thịnh quý quan. Nhưng thật ra ít kẻ tưởng màng, vì vật chất dinh sang quyền tước. Một ít người tâm hiền tâm được, còn bao nhiêu đợi nước đến trôn. Phần nhiều dân miên khách tình thôn, vui chế độ tại tồn như cũ. Tạm mái đêm ghé tâm nhà ngủ, quyết hạ mình đặng nhủ kẻ mê. Bọn giả tâm rượu gió triều quê, xâm nhau nói nào thế nào bạn. Tâm bần đạo bao giờ cũng mơ sáng, trí hiền nhân chẳng nản buồn thương. Hãy mặc quan bật lối hụt đường, lấy làm lạ dĩ thường người mẫu. Tiền cảnh ấy giáo truyền đại độ, khách năm châu thấy ngộ lại nghe. Nữ với nam thông nhất một phe, nghe giọng sao như ve déo dắt. Hình thế chúng mê hồn tới mắt, xưng bằng con nhớ.
nhờ dắt dần dần. Sáng ra về chùa nọ đầu đùm, thấy sư nữ không dùng tưởng đến. Buộc lòng đó ngoài môi nói mến, mà thật thì nghĩ đến bao giờ. Xem xác trần trẻ tôi còn thơ, thêm âu phục gài nơ thắt kia quách. Tình không sống nên ta phải tách đến nhà thường, tìm cách nó ở nhờ. Tôi phận mình ngắm ít dần thơ, cũng may mắn gặp vợ kẻ mến. Đời tự nghĩ phải chăm định mệnh, riêng phần ta dâng lệnh bổn sư. Nhủ khuyên người cũng mấy năm dư, do quyền diệu hồn thư miêu tỏa. Mục đích đọc tâm linh cũng thỏa, bèn vội vàng từ giả ra đi. Đến Bạc Liêu tỉnh nọ một khi, thường an tạm bởi vì mệt mỏi. Vừa đặt gối có người lại hỏi, thầy muốn gì cứ nói với em. Nhà khói mây sẵn có mâm má đèn, vui nữ sắc phận hèn xinh hiếm. Buộc ta phải trả lời đôi tiếng, rất cảm ơn câu chuyện của bà. Ngặt xác khùng chỉ muốn làm cha, khắp võ trụ bao la thế giới. Khiến nàng nọ không thèm nói tới, bỏ bước ra khắp khởi tuyệt ca hy. Phá cửa phòng bần đảo xuống đi, đến tiệm nước bởi vì quá bừa. Duyên trước đã từ lâu sắp sửa, lúc ra đường gặp đứa trẻ quen. Mến người tu gặm cũng đáng khen, buổi chiều đó cành hèn ly thoát. Kẻ ôm áo khiêng rương sách giác, về gia đình bàn bạc đau đời. Hiện giờ đây tạm ở yên nơi, cứu giúp bệnh thêm lời thuyết cứ giao. Ta tạm kể những điều hiểm mạo, cho chúng sanh thấu đau khúc qua nôi. Bậc siêu phàm gặm cũng chưa nghe rồi, nhiều trở lực lắm hồi thử thách. Huống thường nhân không mang nạn y ách, mà thối lòng dội trách Phật trời. Chữ tu hành khổ lắm dân ôi, phải suy xét từ lời từng viết. Thắng được mình mới là quanh liệt,
giải thoát rồi mới biết được ta. Muốn vượt sang khỏi bể ái hà, tự tu tịnh hơn là cúng bái. Tâm chánh định khỏi cần khẩn giai trì, sạch trong cả thải thông tri. Học Phật ta luôn phải xét suy, đạo chẳng có riêng gì tôn giáo. Hành chánh kiến tự nhiên thấu đáo, Phật thánh tiền tâm nào biến ra. Khuyên phái tông đừng có gần xa, nếu thiếu hiểu thật là đáng tiếc. Tình bác ái loại nhân thân thiết, thuyết đại đồng chẳng biệt sắc màu. Tùy tiếng người trình độ thấp cao, cách ăn mặc khác nhau đừng chấp. Muôn ngàn kẻ trên đường cũng gặp, sớm cùng chạy quẩn gấp đó thôi. Nước biển sông nhận thấy chảy trôi, dùng tô chén nước ngoài lóng đục. Đồ vào vé ai là nhận nút, thấy nước kia một khúc ma hình dài. Đem vô bầu thấy nước tròn quay, thì ba tánh tìm ngay dễ hiểu. Khác bài bán nhịp nhàn một điệu, khác cửa hàng cũng hiểu bán buôn. Phải mệt chi cãi lấy dần buồn, dầu tròn méo dài vuông hình thức. Tùy giáo chủ mỗi người mỗi bực, miễn đại cương tình ý thức chúng xăm. Tình qua kia ngỡ cải dư làm lành, chân lý hiện phân rành rất kỳ khó. Người tu niệm xét bao nhiêu đó, thì tự nhiên sẽ bỏ kiến ngữ tà. Đổi đẩy nhau lấy chữ thuận hòa, thường giúp lẫn thật là rất quý. Nếu ai muốn kiếm tầm chân ly, đem nước kia xét kỹ hiểu liền, là tự mình bứt bỏ xích xiền, khỏi trói buộc bận phiền tâm trí. Lời của mẫu phải chăng hữu lý, thì chúng sanh lưu ý học đòi. Phật ngày xưa thuộc tích con voi, với bốn kẻ hẹp hòi mũ quan. Anh thứ nhất kia rợ đầu la quảng, tưởng đầu lân lai giảng xứ này. Đến cậu hai rờ mắt nói khai, theo cận ốc khen ai công can. Khi dưỡng ba ơn
bồ đem mưa ban mưa chủ điền. Kế cầu tư ly thử sức khiên, ngỡ là núi ở miền sơn ngứa lành. Phật khi thấy chúng vô minh mê tâm, trổ phép màu trước khi cảnh thảm thương. Cho bốn anh mù nò thấy đường, hết cãi lấy rồi tường dối thiệt. Lúc bây giờ hoàn toàn nhận biết, tiếng mừng reo quả quyết răng dối. Vậy thiện nam tính nữ xét coi, để sáng suốt học đòi gương trước. Đường giàu có ít người đến được, phải ráng đi từng bước lần dò. Khuyên chớ nên cãi lấy đôi co, cần suy nghĩ tìm cho hiểu thấu. Coi phải phụ chân truyền lưu dấu, không thẹn buồn tranh đâu lời quyền. Cao đài hai thích giáo hoặc thiền, đồng hiệp chí thần tiên thống nhất. Gần tận thế đời mau tỉnh thức, lo tu hành chấm dứt thù tư. Người thiện lương cần để trí dư, dình chánh đáng lời sư chỉ giao. Nếu thông thái hiểu tri nguồn đạo, đâu còn phân khác giao khác phe. Đây thử xem một chiếc đũa tre, ba tánh hải lắng nghe cho rõ. Thiếu đoàn kết thấy mình bé nhỏ, bọn trẻ thơ xem có ngứa ra gì. Quá mong manh nên chúng khinh khi, dùng sau bữa ném đi uống nước. Tre há lại phúng trào hài hước, đồ yếu hèn kẻ bước người đèn. Hiệp đoàn nhau thống nhất một phe, đủ nghị lực giặc dè nạn ách. Vì cá nhân hơi đâu phiền trách, phải cùng nhau tìm cách giải hòa. Dòng lạc hồng một sắc màu da, đừng để tuổi ông cha thuở trước. Nam Trung Bắc quốc gia một nước, ráng làm sao cho được tốt tươi. Thì ngoại bang mới khỏi chê cười, lịch sử xứng đáng người anh dùng. Đó Âu Á Mỹ Phi các chúng, đây Việt Nam vô dụng hay sao? Tỉnh thức đi thiện tính đồng bào, tình yêu mến giúp nhau mới quy. Ta đương lúc sập sự tâm trí, viết một bài giáo chỉ nhân sanh.
Sự tích này tưởng cũng phân rành, vì thương thế thật rành giảng dài. Tần thuế hoàng đời quan mi cả thải, rằng trăm càng xét ngư lại tôi lòng. Khắp nước ta rộng lớn y minh mông, đủ vật bao nhưng không có môn. Phải chi được về mình cho trọn, đem vào kho cất gọn biết bao. Trầm hết phương chẳng biết cơ tính sao, mời quý vị ấm hao bài tỏ. Giống vua triệu ngọc lành sẵn có, của mấy đời tổ nó lưu truyền. Hoàng hậu buồn tâm trí chẳng yên, ước phải được có liền xem thử. Vì lẽ ấy nên ta vũ dữ, mời bá quan gạn thử ít người. Quân sư liền cất tiếng reo cười, dầu việc khó bằng mười đi nữa. Kẻ hạ thần luôn xin dám hứa, một phút cho chọn lựa kế ra. Ôi có chi buồn thảm hoàng gia, điệp giáo sứ cầm qua nước triệu. Quyết tình mượn níu người chẳng chịu, đem hùng binh giấy nhiều can qua. Thì tự nhiên chúng nể quay ta, khi được ngọc hoàng gia tự tin. Triệu được thơ tâm hồn bất tình, đòi bá quan liệu định sao giờ. Ai nhìn xem cũng chỉ ngẩn ngơ, đồng bái lại mong nhờ lệnh chúa. Lạng tướng như vớ tay phát mua, thần tuy hèn sáng sủa kém người. Nhưng hy sinh dù chết cũng cười, quyết đem lại tốt tươi hoàng thượng. Này các quan xin đừng lầm tưởng, kẻ bất tài chỉ hướng yêu hèn. Nhờ lệnh trên trao ngọc một phen, đem tầng mượn trăng đen cho biết. Lãng tương như một lời hứa thiệt, đủ ba ngày mọi việc xong xuôi. Vua nghe qua lụy ứa ngậm ngồi, đâu dễ được yên vui tâm trí. Khanh phụng mạng trước nên xét kỹ, nếu không thành sẽ bị chém đầu. Lạng tương như vui vẻ liền tâu, chết mây kiếp nấu dầu cũng mơ chịu. Vua liền phê rằng sàng chỉ chiếu, lạng tương như lại kêu thượng hoàng. Thái xem ấy cất bước lên
đàn, đem ngọc báo trải sang tận quốc. Vào ngõ môn Tần Dương An nghi giấc, réo kêu cho nghi mượn vật cái báo này. Tần bèn truyền nhờ sứ vào đây, như thủ lễ hai tay trao ngọc. Tâu đại dương thần không sợ nhọc, lệnh chúa tôi chỉ giúp làm tròn. Tần nói rằng rất cảm ơn con, vì gần tối mỏi mòn chẳng thấy. Mượn ba ngày rồi ngươi sẽ lấy, xin cảm phiền ra ngoài đợi chờ. Hoàng hậu xem cho tới tiểu thơ, cùng văn võ bây giờ cũng thế. Lời Tần hẹn hiện nay đã trễ, lạng tương như chẳng kể tử sanh. Lướt sông pha tuôn nhập vào thành, cùng hoàng thượng liệt quanh những tiếng. Ngọc cho mượn nào đâu phải hiến, đã bấy ngày trước điện mãi chờ. Xin đại dương dùm trả bây giờ, cho thần hạ được nhờ ân đức. Vua Tần nghe xung phong dần tức, xả quán gì cái chức của mày. Lạng Tương Như có biết ta đây, nếu chọc giận đầu bay khỏi xác. Lời Tần Dương thúc dằn mắng nạt, nếu không về sẽ thác bại đây. Lạng Tương Như bèn thốt lời này, bệ hạ muốn làm thầy liệt quốc. Người quân tử đừng cho lời mất, bực Dương Hiền thì bất hỷ ngôn. Chinh phục dân khắp cả tình thôn, bệ hạ phải bảo tồn danh dự. Nếu dùng sức khi áp đàn hung dữ, buộc dân sanh chống cự dễ nào. Lượng hổ tranh giết hại lần nhau, chưa biết đặng bên nào đắc tí thắng. Súng bất dị mạnh ai nấy băng, hoàng thượng đây chắc cứ đặng hay không. Dù muốn binh ỷ thế mạnh đông, đàn áp được nhưng không trị được. Ít ra nửa ngày búa dân đức phước, đủ trí ngoan mưu trước kia mới ở màu. Đức nhân thì thiên hạ theo đầu, khỏi cần phải dùng câu quá mắng nhiếc. Tâm bất phục dầu đem bắn giết, chỉ tổn thương chịu thiệt hai đàn. Một đại dương ngồi chốn ngai vàng, nếu giận kẻ tiểu bang thần hạ. Thưa với ngài cũng không chi, là phải lắm lời hâm dọa thất thi công.
giỏi là đem giết quách đời xong, thần cam chịu chứ không dám mơ cài. Nhưng hoàng thượng dùm xem xét có lại thử nghĩ xem lợi hại ít nhiều. Kẻ võ phu nóng giận bấy nhiêu thì nó nói đầu tiêu cùng mơ nói. Vua với dân ít chi chống mơ chọi, tại sao ngài chẳng hỏi lương tâm. Chiếc ngai vàng vàng tới muôn năm, ít chi đổi cái thằng khôn kiếp. Lạng tướng như mới vừa nói tiếp, kể gió hoàng can thiệp múa gươm. Lòng trái phần mắt đỏ lườm lườm, lạng tướng như mới vừa nói tiếp, kể gió hoàng can thiệp múa gươm. Lòng trái phần mắt đỏ lườm lườm, muôn giết phức xuôi bườm thuận gió. Nhờ tần dương xét suy đã rõ, quyền gió hoàng chớ có hành hung. Nhận lời mình mới thiệt anh hùng, lấy bác ái khoan dùng võ lực. Giấc mộng vàng nay ta tình thức, đem ngọc kia ngư trả phức cho rồi. Muốn giết gì cho trầm sinh thôi, vì đã hiểu khúc nối lời kể. Bên nước triệu hiện giờ nhiều kẻ, súng lưỡng bàn nặng nhẹ tạc xiên. Lạng tướng như là một kẻ điên, giam phụng mạng đến miền uổng tử. Đã thất nhật ký mà chưa hồi khứ, chắc chàng ta thọ tử dâm thân. Cùng xưng tài anh dũng la răng, dạy cho chết một lần đáng kiếp. Chúa triệu nằm lặng im thêm thiếp, nét mặt buồn mộng điệp mơ mơ màng. Kế tường như đứng trước tam quan, chúc chúa thượng bình an sức cơ khỏe. Vua nghe qua đang đau thấy khỏe, khắp tứ chi mạnh mẽ lạ thường. Lạng tương như phân tỏ tận tường, vua kính trọng thêm thương triệu mến. Các ba quan thấy như về đến, được hoàn toàn phụng mệnh hoàng gia. Vua phong như nhất phẩm văn gia, đồng ngang bậc liêm pha nghi quan dò. Hàng hạ cấp dễ đâu được có, lạng tương như trước đó người thường. Nay được gần thân thiện triệu dương, vua tiếp đại tương đương như bạn. Liêm pha thấy sanh tâm thù quán, luôn ghét ganh
ngoại triều đình, liêm pha quyết đoạn tình giao quá tuyệt. Lãng tương như giá giờ chẳng biết vui vẻ làm công việc hằng ngày. Liêm pha thường kiếm chuyện gắt gai, lời cao thấp mỉa mai dèm xìm. Quan theo hầu tướng như rụt tim rất hổ buồn, tiếng phim liêm pha cùng tương như dám gạn hỏi qua, sao ngài lại thiết thà sợ đó. Nhất khi phẩm văn chức ngài bằng nó, đành liêm pha quan võ mặt tình. Họ mắng ngài sao lại nín thinh, chúng tôi rất bực mình lắm ở vậy. Theo hầu hạ phục ngài cả thái nhục nhá kia ngứ về đầy kính nào. Chẳng hiểu ngài ý tưởng nghĩ sao, xin bày tỏ âm hao lời kể. Lãng tương như từ từ nhỏ nhẹ kêu sĩ quan thỏ thẻ nhu khuyên. Ta nào đâu đần độn khùng điên, mà chẳng biết dần phiền thủ quan. Hãy nghe hỏi trả lời cho Tần Thủy Hoàng với bạn liêm pha. Ai giàu hơn vật chất sơn hà, ai mạnh mẽ quân ba binh sĩ. Các quan nghe lấy làm ngẫm nghĩ, giàu thế nào phàn di sánh tầng. Quốc quốc cường gấp cả muôn lần, liêm pha giỏi tương quan của triệu. Thầy sĩ quan cũng nên dùm hiểu, Tần Thủy Hoàng ta chịu nhìn đâu. Thập nhất tiền đến tại sân y chầu, đòi được ngọc rủi đầu có đức. Còn liêm pha chức thì đồng chức tài, đồng tài gió lực có dễ thua. Ta nhìn ra gì bởi thương vua, thương quốc triệu sợ thua Tần Thủy. Các sĩ quan cũng nên xét kỹ, cục trụ nhà đây chỉ có hai. Lẽ gì đâu những tiên đắng cay, lượng hộ đâu lỡ tay khó liệu. Khi Tần xem yêu hèn thấy triệu, binh dây nhiều can quan, phí công trình tiên tổ của ta, mồ hôi đổ mới là dựng được. Nhìn bạn hữu bởi yêu non nước, nhìn đệ huynh vì trước có nồi da, chỉ quyết sao thống nhất cơ sơn hà, tránh phạm cảnh thiết tha giết cơ lần. Sĩ quan nghe trong lòng
nó dần liếm pha cùng ân hận lối mình. Đó về sao kết chặt nghĩa tình, hiệp sức lại giữ gìn xứ sở. Vì đại nghĩa thù tư bỏ vợ trọng quốc gia, đừng nhớ thù riêng. Những lời này của kẻ khùng điên, nhân gửi lại khắp miền quê thị. Lòng tin ngưỡng mỗi người một ý, và tướng tình tự trí của người. Thấy dương trần mất đi cả tốt tươi, quên nẻo chanh vui cười vật chất. Cảnh tình chuông kêu đời tình, đi giấc nghèo bạc tiền đừng mất đi tấm lòng. Rồi tâm hiền cho được sạch đi trong, trao các tánh giả không nhớ nhuốc. Mến thương nhau cũng như thịt ruột, thuyết đại đồng chặt buộc tình thâm. Tha thứ nhau những việc lỗi lầm, mới có thể mong tầm giải thoát. Lời của ta ước dân thông, uy đặc hầu tự mình tạo tác đời. Chẳng buộc người tu phải tụng kinh, cần nhất hết dục tình dập tắt. Thân được khi nó qua kia, sẽ đắc đại hùng là trừ giặc trong tâm. Chánh kiến rồi chẳng có lạc lầm, mới ngộ được cao thâm quyền diệu. Cực giới khổ tu hành ráng chịu, thức cái tánh phàm thấu hiểu chân như. Thật đạo tâm đâu dễ tiêu hư, thất bại khổ bởi sư bất uy chánh. Muốn tìm đến con đường cứu cánh, thì bá gia cần mạnh tâm lòng. Tu để tìm kết liễu sạch trong, hiệp bác ái đại đồng sĩ đạt. Đủ can đảm khuyên đừng hẹn nhát, gào vô di quyết tác xong ô. Cải cách duy tẩy sạch tục thô, dần động lực nhấp vô hồn sông. Cực lạc quốc kia dân còn trong ngóng, chờ chúng sanh ném còng lệ nô. Nặng triệu giai sao chữa chịu xô, còn mang mệnh chi đồ bẩn thiểu. Cả chúng sanh Phật y tâm hữu khiếu, tại phàm nhân chẳng hiểu cho rằng. Vì lợi quyền giết lẫn giật dành, lòng dục giống hờn gánh quán ghét. Cửa xa tội Phật đà mở bét,
chờ muôn ngày đông nghẹt khó vào. Ở thiện nam tín nữ đồng bào sớm thức tỉnh cùng nhau tu tình. Nam mô A Di Đà Phật.